Viện Lê Dung, tỉnh Đồng Tháp nổi tiếng với anh em về những vườn quýt hồng vàng tươi. Đây là những sản phẩm du lịch độc đáo của huyện. Nhưng ngoài điều này ra, Lê Dung còn có những làng nghề đậm sắc màu văn hóa, là một tài nguyên bản địa độc đáo để làm du lịch. Đây là những chiếc tàu du lịch theo đơn đặt hàng của một doanh nghiệp lữ hành ở thành phố Hồ Chí Minh. Làng xuồng ghe Rạch Bà Đày đã từng bước chuyển mình như thế, thay đổi với sản phẩm mới, từ dòng xuồng ghe trước đây chuyển sang đóng các sản phẩm phục vụ du lịch thế này. Còn tại nhà ông Bảy Tốt, người thợ làng nghề đã nổi tiếng với các mẫu xuồng ghe thu nhỏ. Nơi đây luôn có sẵn nhiều mẫu xuồng ghe các loại, và chủ nhà cũng rất sẵn lòng kể cho khách nghe những câu chuyện lịch sử, những điều thú vị của mỗi loại xuồng. Một điểm đến thú vị cho những khách du lịch muốn tìm về các miền văn hóa. Thì coi như mình đi học hỏi rồi cả, với thứ hai nữa là khách hàng người ta đặt. Trong khi người ta đặt bây giờ cái tỉnh ở như An Giang, rồi ở Cần Thơ, rồi ở Tiền Giang, Long An đó, là nó đặt là mỗi một tỉnh nó xài xuồng ghe khác nhau. Rồi thành ra bắt buộc mình phải học. Đó, mình học rồi để mà mình nghiên cứu, mình mần cho khách hàng người ta. Bởi vì tôi ở đó, tôi xài cái kiểu đó, anh đóng được hay không? Đó, rồi mình nói, đóng được, đặt. Đó, khi xong rồi thì đóng, khách hàng người ta thích. Nhìn từ trên cao, những mảng màu sắc rực rỡ ngay bên bờ sông này là làng nghề kiển bông giấy ở Rạch Bần, xã Tương Dương. Về vị trí địa lý, nơi đây khá gần với làng Hoa Sa Đéc, gần tuyến với các vườn quýt để tham quan và cũng trên một cung đường đến khu du lịch văn hóa phương Nam cùng tham quan đến làng nghề bánh tráng. Có rất nhiều điểm đến thú vị. Địa phương đã vận động người dân tham gia du lịch và được sự ủng hộ của các hộ dân trong làng nghề này. Theo như mà tôi nghĩ là người ta đi tham quan du lịch cũng như nói chung là cái vườn của mình đi, ta yêu cầu người ta muốn cần, ta vô người ta đi tham quan chủ yếu là coi tham quan ngắm cảnh rồi lại kia ra thì cứ việc đi vô. Đó. Mình rất là sẵn lòng tiếp đón khách vô. Nghề của mình mà. Nghe của mình thì mình làm cái gì thì khách hàng mình cũng yêu cầu hỏi cái gì thì mình biết thì mình nói ra nấy. Dạ. Đó, mình cũng như mình phân chia nhau cho bên kia người ta biết mình biết rồi, bên kia không biết hỏi mình. Dạ. Kể sơ vậy thôi ha. Hiện tại bây giờ thì cái vườn của chị được khoảng 1.200 mét vuông, là làm một năm khoảng tiêu thụ được khoảng 3-4.000 cây. Chị ghép đa số là ưu tiên các loại nhiều màu hơn, ví dụ như thái năm màu, 3-4 màu lửa, hoặc là nhiều màu dưa hấu, rồi đỏ lửa, cam lửa, những cái dòng mà dễ bông á, để khách hàng ưa chuộng. Ví dụ như chủ trương của địa phương có mở du lịch á, thì bên vườn chị sẽ sẵn lòng hỗ trợ cho khách du lịch nè, toilet nè, nước uống, hoặc là tham quan chụp ảnh các kiểu gì đó, thì vườn vẫn sẵn lòng. Mỗi làng nghề đều mang một bản sắc riêng, tạo ra những sản phẩm độc đáo, tinh xảo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, mang lại hiệu quả kinh tế ngày càng cao cho lao động nông thôn. Các làng nghề đã và đang góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế nông thôn, tạo tiền đề thực hiện thành công chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP và chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Và các làng nghề cũng sẵn lòng qua vào dòng phát triển của du lịch để người dân làng nghề có thêm thu nhập. Thứ nhất là chúng ta phải xác định là ai là người trải nghiệm, rồi làm sao để trải nghiệm cho việc đấy nó trở thành đủ giáo dục, ai sẽ là người hướng dẫn tất cả việc đấy và nối kết ở đâu thì nó phải trở thành một cái hệ thống. Và chúng ta muốn viết được câu chuyện đấy thì thậm chí chúng ta cần phải làm sẵn những câu chuyện mẫu để làm gì, để người ta đến, người ta có những cái người ta đi theo những câu chuyện đó.
và người ta dựa trên những đó viết lại nhật ký hay là có những cái hình ảnh viết thành câu chuyện mà người ta có thể chia sẻ trên các mạng xã hội, tất cả những việc đó thì nó mới đi được. Xa hơn nữa, du lịch đến làng nghề còn được nhiều chuyên gia nhìn nhận dưới góc độ sản phẩm giáo dục cho trẻ nhỏ. Trẻ em vốn là nhóm đối tượng có nhiều năng lượng và sự hào hứng tìm hiểu, tiếp thu điều mới lạ. Các em cũng sẽ hào hứng kể lại những trải nghiệm của mình cho người xung quanh. Một trong những điểm rất quan trọng là phải đưa vào giáo dục về cái truyền thống văn hóa của Đồng Tháp, đặc biệt là hướng nghiệp cho các em học sinh ở các cái trường trung học phổ thông. Cho nên chúng tôi nghĩ là chúng ta làm du lịch, nông nghiệp hay là các cái loại hình du lịch khác, quan trọng nhất vẫn là con người. Mà con người thì hiện nay là chúng ta đang là những chủ thể hiện tại đây rồi. Thì cái điều mà rất quan trọng để mà thúc đẩy, hun đúc lên cái tinh thần cũng như là tạo cái điều kiện hướng nghiệp cho các em, cho nhân lực tương lai ấy, thì cái con người hiện nay là đối với lứa trẻ là rất quan trọng. Và cái lứa trẻ với cái lứa mà tiếp cận rất nhiều với công nghệ thông tin để mà thông qua đó các em nó quảng bá. Hiện nay thì nếu mà định vị cái sản phẩm làng nghề, du lịch làng nghề là gắn với du lịch á, thì cần phải có một cái đội ngũ về lữ hành chuyên làm sản phẩm tour. Mà tỉnh Đồng Tháp hiện nay là chưa có, còn rất là rời rạc trong cái vấn đề mà xây dựng sản phẩm du lịch. Hầu như là điểm nào thì điểm đó nó làm tốt thôi, còn mà nói từ điểm này tới điểm kia thì chưa có. Do đó là cái này cần có một cái sự đầu tư về chính quyền, một cái đơn vị để đứng ra làm cái chuyên xây dựng sản phẩm. Chùa Cả Cát là một điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở huyện Lai Dung. Cách ngôi chùa này chừng 200 mét là hộ ông Võ Văn Luyến, tổ trưởng tổ đan đác thủ công mỹ nghệ, chuyên về các sản phẩm thu nhỏ của làng nghề Lò Lọp và các người cụ, gia cụ khác. Ông Luyến đang xây cất một gian nhà truyền thống, kiểu nhà Nam Bộ xưa, trưng bày các sản phẩm của tổ và của làng nghề, kỳ vọng có khách du lịch sẽ đến và biết đến nghề Lò Lọp nơi đây. Thí dụ như tôi làm cái đó ra cũng là một điểm du lịch mà nhỏ, thì như vậy thì chủ yếu là để trưng bày của làng nghề. Còn rồi như mà trong đó là mình làm như vậy đó, nó mình thu hút được khách ở đây thì gần chùa Cả Cát, chùa truyền thống. Chùa này là chùa vua di tích quốc gia có trên 200 năm, thành ra thấy bà con người ta đi tham quan đi cũng nhiều lắm. Hình như ngày nào cũng có người đến đi tham quan chứ. Và tôi ở gần, mình cũng lấy cũng có cái lợi thế ở gần cái di tích quốc gia, thì thí mà thí dụ như mình mà làm rồi cái nhà truyền thống thì với cái trưng bày những sản phẩm của mình, mà nhất là mình sẽ sáng tác những cái sản phẩm độc lạ. Rõ ràng là ở góc độ tài nguyên cho du lịch, các làng nghề là một vùng đất màu mỡ đầy sắc màu và có nhiều câu chuyện thú vị đang chờ được khai thác và phát triển du lịch. Du lịch Đồng Tháp sẽ có thêm nhiều sản phẩm độc đáo để tạo thế cạnh tranh trong bức tranh chung của đồng bằng. Và những làng nghề trăm năm cũng có thêm động lực để chuyển mình, giữ lửa truyền thống và phát triển thêm. Qua du lịch, các làng nghề và nghề truyền thống ở huyện Lai Dung sẽ có thêm cơ hội chuyển mình và phát triển hơn nữa.